Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là trách nhiệm, tình cảm của mỗi chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Trung tướng Nguyễn Khanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhân ngày truyền thống ngành tuyên huấn quân đội, nói về cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử. Hôm nay, nghe các bạn luận bàn mà tôi càng thấy vui. Vui vì cũng ngày này cách đây 73 năm, cơ quan tuyên huấn của quân đội ra đời. Lúc đó, chắc ít người hiểu về công tác tuyên truyền giáo dục, văn hóa, tư tưởng lắm. Song ngày nay, tuy còn nhiều chuyện để nói, nhưng có một điều muốn nói với các bạn rằng, không chỉ có những người trực tiếp trong đội ngũ của các cơ quan tuyên huấn trong quân đội, mà còn có các bạn, những người đã, đang là những người chiến sĩ trên mặt trận này, ngày đêm chiến đấu không ngơi nghỉ cho sự bình yên của đất nước, tồn vong của chế độ, mất còn của thành quả cách mạng, của lý tưởng cộng sản. Lenin nói, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nguyễn Trãi nói, lật thuyền cũng là dân, nâng thuyền cũng là dân, lật thuyền mới biết dân như nước. Ông cha ta nói, dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì khinh, còn Bác Hồ ta dạy. Dân là gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Thế cho nên chúng ta, những quần chúng yêu nước sẽ là sức mạnh của Đảng, của dân tộc. Mấy ngày nay, tôi có thông tin các nhà lịch sử mà đứng đầu là ông Vũ Minh Giang đã bị lên án mạnh mẽ không chỉ trên mạng xã hội, không chỉ người ngoài dòng tộc mà cả trong dòng tộc cũng gọi điện chỉ trích tính sai trái, tiếp tay cho bọn phản động của các ông. Âu cũng là quy luật nhân quả. Sự thật rõ như ban ngày, các ông ấy cố tình ngụy biện để làm cái việc đổi trắng thành đen, làm sống dậy thay ma thì chỉ mang lại sự nhục nhã xấu hổ mà thôi. Đen làm sao thành trắng, thay ma đã thối rữa thì làm sao sống dậy. Ngay từ ngày đầu với bài viết đầu tiên, tôi đã khẳng định việc làm của các ông ấy là xúc phạm hồn thiêng sông núi, là xúc phạm hương linh của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, là phản bội lại sự nghiệp vĩ đại của cả dân tộc. Chỉ khi nào các ông ấy nhận thấy sai lầm, từ nguyện đến thắp hương tạ lỗi trước tượng đài liệt sĩ, thì lúc đó tôi mới dừng phê phán. Các bạn hãy nhìn lại cuộc đấu tranh của chúng ta từ lúc ông Trần Đức Cường họp báo công bố phát hành bộ sử 15 tập đến nay, thì chúng ta đã thấy rõ sự kiên định của những người yêu nước, yêu chế độ, yêu lực lượng ngày càng tăng cả trong Đảng và ngoài xã hội. Tuyệt đại cán bộ quân đội lên mạng đều thể hiện rõ quan điểm phê phán việc bỏ cụm từ nguyện với những lý do phi khoa học, phản thực tiễn. Chúng ta yêu cầu họ tranh luận công khai trên báo chí, trên mạng xã hội. Họ lấy im lặng làm thinh, làm vũ khí phê phán. Họ lấy dọa dẫm kiện cáo làm sức mạnh. Họ sai nên họ chẳng công khai mà chỉ dựa vào vị trí được Đảng, nhà nước giao cho trách nhiệm viết sử, để rồi lâu lâu qua đưa ra lập luận sai trái, được một số tờ báo không phân rõ đúng sai, vội tung lên để gây phân hóa trong Đảng, gây bất bình dư luận và độc hại hơn, họ gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, trong khi ngoài miệng và lời văn, họ luôn nói đến đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính họ là kẻ gây chia rẽ, phân tâm trong Đảng và cả dân tộc, chính họ được bọn cơ hội, loại ba que chống cộng cực đoan trong và ngoài nước ủng hộ, cổ suý và lợi dụng chống lại những người gắn bó với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa này. Hãy nhìn bức ảnh Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Phạm Chí Định, Lê Mã Lương cùng nhóm cơ hội chụp hình chung trong bữa nhậu, hay Nguyễn Thanh Sơn chụp cùng Nguyễn Phương Hùng, Lê Xuân Nghĩa, nhóm VHK, cái gọi là Việt Nam, hải ngoại kết nối, ta đã hiểu. Ông bà ta đã nói, hãy nhìn bạn anh ta chơi có thể đánh giá phần nào về anh ta, từ đó ta biết rõ hơn về bản chất của họ. Rất mừng tiếng nói của chúng ta đã ngày càng vang, sức mạnh lẽ phải ngày càng vững, chính nghĩa sự thật lẽ phải chân lý sẽ thắng. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.